còn một cái ì, câu chuyện năm lớp 5 không biết anh em đã từng nghe được mình mình, mình kể chưa nhở cái năm đấy cái năm đấy đi chơi net, cái năm đấy nghiện nói chung là nghiện từ nhỏ rồi năm đấy chuyện đang lớp 5 đi chơi net, đợt, cái đợt đấy là vào hè vào cái đợt mùa hè rồi thì uh, đợt đấy mà buổi trưa đang chưa 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 đó chưa 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 thì uh, mình uh, bình thường ấy là mình sẽ đi nhặt nhôm nhựa mình hay đi nhặt nhôm nhựa lắm mình rất là hay đi nhặt đi nhặt trong nhựa để kiểu có tiền mà chơi net tại vì bố mẹ mình là là biết là cho tiền là thằng thằng mày mày kiểu gì mày cũng chạy ra quán net mày cũng chạy ra quán net hết nên là không bao giờ cho tiền mình bây giờ muốn ăn gì mày muốn ăn cái gì nói tao mua về cho mày ăn bố mẹ mẹ mình là có quan niệm như vậy ấy. con trai à con trai muốn ăn gì nói mẹ mua cho ăn nè nó còn cho tiền thì không có đâu nên mình hay rất là hay rất là hay đi nhặt nhôm nhựa về sau đấy mình bán mình bán đi để mình lấy cái tiền đấy mình đi chơi net thường là thường là nó rất là ít nó thật ít, ít tiền thôi ngày đầu mình mình hình như là mình mình nhặt được 15 000 đấy mình bán được 15 000 hôm sau còn tầm 10 000 9 000 gì đấy nhưng mà hôm sau còn nó 23 000 à 23 000 thôi nó nhặt thì nhôm nhựa vào đúng không thì nó cũng phải hết chứ nó lâu lâu nhặt thì nó sẽ có nhưng mà nhặt hàng ngày hàng ngày nó phải hết chứ tại vì trong xóm của mình quan đi quẩn lại có ai đâu mà đấy thì đúng vào ngày hôm đấy con mẹ mình lướt lướt lướt, lướt lên đang lướt 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 đi nhặt ve chai không phải thấy quả máy bơm Thấy quả máy bơm nhà thằng bạn mà để ở ngoài sân nữa cơ để ngoài sân mà cái thời đấy thì anh em biết rồi cái thời mà gọi là năm lớp năm là mười mấy năm về trước thì làm gì có nhà nào lắp camera đâu trong xóm mình nhà nào cũng bằng nhau hết Thấy cái máy bơm ở bên ngoài phải tưởng tưởng cái ông đấy mình tưởng là mình tưởng là là chú đấy cái chú đấy chú đấy tại vì chú đấy là bố thằng bạn mình mình tưởng chú đấy không sử dụng nữa đúng không tại vì ai mà người ta có máy bơm người ta đem vô trong nhà cất chứ ai mà đem ra ngoài sân người vứt đấy làm gì ai già dạ? Xong mình mới thấy người ta không cất Mình bảo là rồi chắc là chú không sử dụng đâu Thôi thì để cháu cháu đem đi cháu cất hộ Cháu đem cho cháu vứt hộ Chứ chú để đây Chú để đây người ta ăn trộm nó phí Đấy cháu mới lấy hộ Mình lấy mình đem đi bán nhôm nhựa mà đợt đấy là cái những cái nhôm cái chỗ nhôm nhựa đấy cắt nhà mình hai cây số mà cái máy bơm nó nặng nó nặng vài cả lìn luôn thế thế mà mình vẫn đi vẫn cầm cái máy bơm đấy mình tới chỗ nhôm nhựa mình bán được hôm nay bán được tầm 300.000 nghìn net mà bình chiến sang lắm nha, chứ sang lắm, sang vờ cờ lờ Ây da, chú nạp cháu 50, lấy chai nước Rồi uh, nạp cháu 240 000 tiền kẹt Rồi lấy chơi uh, G-Speed Đấy, nạp kẹt với G-Speed Đó, hết 300 000 luôn mà, hết 300 000 luôn Thì mình mới đi chơi nét về chơi nét tầm uh, 4 giờ chiều về 4 giờ chiều về anh em ạ Thì mình thấy mình mới lướt 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 qua nhà thằng bạn mình cái thằng cái nhà thằng bạn cái nhà thằng bạn đấy là mình ăn cắp mấy bơm luôn đấy không phải ăn cắp nhỏ nó nhầm mình mới lướt mình mới lướt tới nhà thằng bạn mà mình lấy cái máy bơm ấy đó nhà đấy là nhà thằng bạn mình thì mình thấy nó mình thấy bố nó đang mình thấy bố nó đang đập nó thấy bố nó đang đánh nó nó khóc ác luôn mà nó khóc to vậy gà linh khóc ác luôn ủi xong mình mới thắc mắc là ủa sao thằng này nó bị đập nhờ, bình thường nó ngoan lắm sao hôm nay nó lại bị đập đó hôm nay lúc ấy không tiện hỏi mình đi về nhà ăn cơm nhà đã bắt cơm là tính sau thì uh, tối đến tối đến thì mọi mọi người mới ra sân ấy tối đến mọi người mới ra sân gặp nhau thì mình hỏi là ui mẹ mày làm cái gì làm gì mà trưa nay mày bị bố mày đánh vậy chiều nay chứ chiều nay mày bị bố mày đánh vậy nói bảo là tao làm mất cái máy bơm để đấy không biết ai lấy có nhiều cái khó nói thật có nhiều cái khó nói Quá Có nhiều cái rất khó Trang nói. Phạm đã donate cho ừ. Phúc Xin cảm ơn Trang Phạm nhá. Đang đập con gì vậy anh? Đang đập con mấy con cộng 8 mà, mấy con cộng 8 xương xương ấy mà. Đó. À. Không lẽ bây giờ mình nhận, không lẽ bây giờ bây giờ mình mình nhận là mình lấy nhỉ? bây giờ mình mình nhận mình lấy. Không bao giờ, không bao giờ như thế. Không bao giờ như thế mà cái máy bơm đấy bị rụ hết cái máy bơm đấy hồi xưa là nhỏ 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 bị rụ anh em mà là bị rụ cái máy bơm đấy bán 300 trăm nghìn vài cả lìn luôn xài chắc còn ngon luôn đấy đó chắc còn ngon luôn mà bây giờ bán có mỗi 300 trăm nghìn là hơi 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 ít hơi ít son cam bồ cộng tám mà mua gì vậy mua gì vậy mua gì vậy nói chung là hơi hơi ít thật đấy bây giờ đấy con nít bán có được nhiều đâu với lại mình hay hay đi nữa có một cái kỷ niệm mình đi bán nhôm nhựa là đợt này mình đợt đấy mình cay vài cả lìn anh em đợt đấy mình cay mình kể cho kể cho, kể cho, có một đợt mình đi bán nhôm nhựa, là mình là một cái thằng ấy chuyên đi chuyên đi lục đồng nát luôn, tại vì hồi xưa mẹ mình không bao giờ cho tiền mà đi chơi hay là đi mua cái gì hết á, muốn cái gì cứ nói mẹ mua về cho ăn, thì mình cũng đã kể rồi đúng không? thì mình đi lượm nhôm nhựa, mình thấy một cái bãi đốt này anh em biết cái một cái bãi mà mà kiểu như là dây điện đồ này nọ người ta đốt không? dây điện đồ này nọ người ta đốt đấy, nó người tốt quá trời đấy luôn, nhưng mà người ta chỉ lấy cái loại đồng to thôi, cái cái loại đồng cái loại đồng gì nhỉ cái loại đồng to ấy có nghĩa là cái một cái dây điện như thế này này đây cái dây cái dây như thế này này dây dạng dạng như vậy này mà to hơn đấy thì mình mới lấy cái loại đồng to này mình mình mới đi người ta lấy hết loại đồng to rồi người ta để cái loại để cái loại đồng nhỏ ấy loại đồng nhỏ như cái cây này thôi loại đồng nhỏ như cái này thôi nhưng mà nó vẫn là đồng dây đồng dây đồng dây đồng đấy thì mình mới thấy cái bài đấy không ai nhặt hết xong mình đi ra nhặt à, mình đi ra nhặt cái bài đấy nhặt từ chiều nhặt từ nhặt từ buổi sáng nha sáng ra cái bài đấy nhặt nhặt tới trưa chưa nhặt tới tối 2 ngày nhặt y như vậy 2 ngày nhặt cái loại đồng thôi Xong rồi mình mới gom gom lại chắc mình cũng đem cân nhà mình đợi đấy bán Bán ở ngoài chợ mà thì mình đem cân Mình cân chắc phải được tầm uh, Hình như là 6-7 lạng gì đấy ấy. Mà anh em biết rồi đồng ấy mà 6, 7, 1 lạng của nó là tầm một uh, đồng của nó phải 7-8 nghìn 1 lạng của nó 7-8 nghìn Thì mình được 6-7 lạng thì mình cũng tưởng tượng là Nhận được 6-7 lạng chắc tầm này có 40 nghìn thôi 40 cũng ít chất 40 rồi mình đi chơi net thoải mái luôn Why? sau mình mới mới gom lại bỏ cái bịt bỏ cái bịt đi sau mình lên bán mới đem lên bán bán cho cái nhà nhôm nhựa kia mình lên bán anh ấy biết người ta cho bao nhiêu không anh ấy biết người ta cho bao nhiêu không hai nghìn hai nghìn ôi vài cả linh hai ngày hai ngày ngồi nhặt ngồi nhặt chết mẹ luôn phơi nắng nhặt lên người ta cho hai nghìn mà anh em biết tại sao nó lại 2.000 không? Tại vì những cái lõi đấy là của cái nhà nhôm nhựa đấy đốt và người ta để lại. Đó. cái nhà nhôm nhựa đấy họ đốt họ lấy lõi đồng họ lấy cái đồng to rồi họ để lại cái 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 cái, cái một cái chút xíu cho một người ta để lại người ta để lại cái một cái bài chút xíu ấy xong mình không biết mình ra đấy mình nhặt thì ai ngờ là chúng cái bài của nhà người ta không phải người ta cho đúng 2 nghìn chạy ra mua gói oxy mua gói oxy mà gói bắp ấy gói oxy bắp ấy oxy bắp anh em ạ à? đó oxy bắp ấy thế là hết tiền hết hết hai ngày không mẹ về đi kể về đi kể cho mẹ mẹ cười cho nữa về đi kể đi lấy câu chuyện để kể cho mẹ mẹ cười cho nữa cay vậy đồng tiền khó kiếm thì uh còn câu chuyện nào nữa không ta còn còn nhiều đấy mình còn rất là nhiều câu chuyện luôn nhưng mà từ từ để mình nhớ ra mình kể cho anh em nghe không mình đang kể những cái câu chuyện tuổi thơ của mình cho anh em nghe mà những câu chuyện tuổi thơ bị gan ấy hay xì gái đi à không nói thật chia sẻ thật với anh em ấy bình thường là mình có khi nào mình xì gái đâu ta mình có, mình có câu chuyện gì liên quan tới gọi là xỉ gái đâu nhỉ bình thường là cái tính mình hiền lắm tính mình hiền tính mình hiền tính mình hiền lắm bình thường là là, là ví dụ như gái đúng không mẹ mày, mày tính mình là lặn thuộc dạng mà mày xấu nhưng mà thích lặn lùng boy không phải mà mày gái hỏi hôm nay ăn gì ăn gì kẻ mẹ tao ăn gì kẻ mẹ tao mày hỏi làm gì là như thế hoặc là như thế tính mà mày xấu nhìn mặt xấu nhưng mà thích làm thích làm người thích làm boy lặn lùng đó bình thường nhé bọn mấy thằng bạn mình, mấy thằng bạn mình sẽ nó sẽ rất là nó sẽ rất là gì nhờ nó sẽ rất là nó gặp gái nó nói, nói chuyện rất là nhiều nhưng mà mình là không mình không như thế. Mình không như thế. Đó. Mình không như thế. Mình làm ví dụ như mình trong một trong một cái trong một cái cuộc hội đi chơi, trong một hội đi chơi đi mà có ví dụ ba bốn thằng con trai mà hai đứa con gái trong đấy mình sẽ không nói gì hết, mình ít rất ít khi nói, ai hỏi thì mình nói thôi. Còn bình thường mình toàn ngồi nghe không à có người yêu chưa chưa mà chưa 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 có người yêu ăn kể lúc đầu livestream đi ăn chọc mấy ông streamer khác này mấy cái đấy là có gì đâu mà mấy cái có gì đâu mà chào còn cái câu chuyện lẩu chay anh em lại muốn nghe lại câu chuyện lẩu chay mình kể rồi mà mình kể câu chuyện lẩu chay rồi mà anh em ơi phải cái câu chuyện lẩu chay cay thật đây câu chuyện đấy nó mình kể nhiều lần lắm rồi mà anh em cứ cứ, cứ dí cho câu chuyện lẩu chay đấy thôi được rồi được rồi được rồi được rồi mình sẽ kể cho anh em nghe đó là vào mình thì mình sẽ có quen một bạn nữ mình xin phép giấu tên bạn ấy nó bạn ấy cũng học mình lúc ấy mình học dưới biên hòa thì bạn ấy cũng học học giống như là cùng cùng nói chung là cùng trường với mình nhưng mà hai đứa chỉ có khác 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 lớp thôi đó bạn ấy là một một hai mình là một một ba đấy hai lớp bên cạnh nhau luôn thì uh, nhắn hai đứa nhắn tin cũng lâu rồi nói chung là cũng hợp tần số lắm nhắn tin quá trời luôn hôm đấy thì uh, mình tính đi ăn cơm sườn rồi đang đang tính ăn cơm sườn còn mẹ cơm sườn quả cơm sườn ở dưới biên hòa ngon thật sự nhưng mà vô tình đang ngồi lướt facebook ngồi lướt facebook thì nhìn thấy quả quảng cáo quả sidin đấy quả quả chạy quảng cáo của lẩu chay bên uh, bên gì nhỉ bên 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 thủ đức ấy lẩu chay đó lẩu chay hoàng đạt đó ai ở thủ đức cho đây biết cái lẩu chay đấy hoàng đạt từ chỗ biên hòa mình chạy qua cái là, chạy qua cái uh, cái 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 chỗ đấy chắc khoảng tầm hai chục phút ba chục phút là tới rồi Đó là như thế thì uh, mình cũng nhắn tin lại mình nhắn tin cho nhắn tin hỏi vu vơ thôi kiểu như là hai đứa đang nhắn tin với nhau mà luôn tầm 7 giờ tối 6 7 giờ tối chứ mấy mình hỏi vu vơ thôi đó là ui cậu ăn gì chưa Cậu ăn gì chưa thì bên đấy bảo bạn đấy cũng bảo với mình là chưa tới chưa ăn gì hết đó thì mình cũng nhắn lại ui tớ thấy tớ thấy mới kiếm được chỗ lẩu chay ngon lắm này bên thủ đức ấy đi ăn không họ gọi là vu vơ thôi con mẹ gọi, gọi là hỏi vu vơ vu vơ thế thôi uầy ai ngờ người ta đi thật vậy cả linh hỏi vu vơ người ta đi thật thế là ờ uh, thì cũng lờ uh, lờ như vậy câu chuyện nó đã như vậy rồi thì phóng lao thì phải theo lao thôi đúng không thì mình cũng xí sọ rồi, rồi gọi là, là thay đồ tắm rửa thay đồ rồi qua chợ bạn ấy ăn lẩu chay chở bạn đi đi qua đi qua bên 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 thủ đức ăn lẩu chay thì mọi chuyện nó dễ diễn ra nó rất là bình thường thì hai đứa ăn xong đi về đó trước đó thì nhắn tin hai đứa nhắn tin rất là nhiều luôn kiểu như gọi video ngày nào gọi ngày nào cũng gọi nhưng mà tự từ, từ khi xong cái buổi lẩu chay đấy về hai đứa ăn xong về thì không còn nhắn tin cho nhau một câu nào luôn mình có nhắn tin lại mà không thấy phản hồi mình có nhắn tin lại không không được phản hồi luôn mà không nhận được phản hồi luôn không biết tại sao không biết tại sao lại như thế